Sau đây sẽ là một vài kỹ thuật giúp cho chúng ta giải tỏa sự căng thẳng cũng như đau mỏi đầu sau một ngày làm việc dài. Kỹ thuật đầu tiên nhá, chúng ta sẽ dùng ngón trỏ của mình này đặt phía trên đầu lông mày, mình miết một đường thẳng sang hai bên thái dương, mình xoay ở đây 1 2 3 vòng xoay này. Lần thứ hai tiếp tục vẫn từ đầu lông mày nhá, miết một đường thẳng 3 vòng này. Kỹ thuật này chúng ta sẽ lặp lại 5 lần. 4 5. Tiếp theo, kỹ thuật thứ hai vẫn là đầu lông mày, chúng ta sẽ dùng hai ngón tay cái nhé. Mình sẽ miết một đường thẳng song song đến chân tóc, rồi sang hai bên thái dương. Miết nhẹ, viết xuống mang tai của mình. Lần 2. Kỹ thuật này chúng ta cũng sẽ lặp lại 5 lần. Nắm nhẹ lấy vành tai của mình này, kéo xuống. Lần 3 này. Lần 4 này, nhớ là từ chân đầu lông mày các bạn nhé. Đến chân tóc này, rồi sang hai bên, xuống tai này. Lần thứ 5. Tiếp theo, kỹ thuật 3, chúng ta sẽ đặt ngón cái vào hai bên thái dương này. Và mình sẽ dùng ngón trỏ cùng với ngón giữa đặt phía dưới phần hốc tai. Như các bạn quan sát thì đây phần hốc tai này, mình sẽ cách ráy tai của mình khoảng 2 cm. Rồi, mình xoay tròn đồng thời 4 điểm hai bên thái dương và hai bên hốc tai như vậy. Chúng ta miết một đường thật nhẹ thôi. Rồi, xoay tròn điểm huyệt. Với 4 điểm này chúng ta sẽ xoay khoảng 10 giây nhé. Đếm ngược nhá. 10 này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này, 5, 4, 3 này, 2 này, 1 này, kết thúc. Tiếp tục, đây là phần ráy tai của chúng ta này. Mình sẽ dùng ngón cái này và ngón giữa các bạn nhé. Mình sẽ kéo một đường giống như mình dùng lực rất nhẹ một chút này. 1, 2 này, 3 này. Mình sẽ làm 5 lần thôi. 4 này, 5. Tiếp theo này, mình sẽ dùng ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út. Mình sẽ luồn sâu vào phần dưới gáy, giữa gáy của mỗi người. Lòng bàn tay của mình sẽ ôm trọn phần nửa đầu sau. Rồi, mình tìm phần hõm này. Mình nhấn nhẹ 3 điểm xoay tròn. Tại điểm này chúng ta cũng sẽ xoay đếm ngược 10, 9, 8. Mỗi một con số mình xoay một vòng 7, 6. Nhanh hay chậm tùy ý các bạn. 3, miễn là chỉ 10 vòng thôi. 2, 1. Rồi, tiếp theo nhá, vẫn là dùng lòng bàn tay của mình này. Mình sẽ đặt phần lòng bàn tay đó ngay phía trên phần tai. Rồi, cách khoảng tầm 4 cho đến 5 cm, chúng ta sẽ đặt toàn bộ nửa lòng bàn tay vào như thế này. Rồi, tay còn lại chúng ta sẽ giữ vào phần trán nhá. Các bạn nhìn trán này. Tay còn lại này, ngón cái chúng ta sẽ đặt phía bên trái của trán. Ba ngón tay còn lại chúng ta giữ phía đối diện. Để chúng ta cố định phần đầu lại và dùng nửa lòng bàn tay xoay tròn này. Cũng đếm ngược 10, mình đếm chậm thì mình xoay chậm. 9, mình đếm nhanh thì mình xoay nhanh nhé. 8, 7, chỉ nửa lòng bàn tay thôi các bạn nhé. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp theo này, chúng ta sẽ dùng toàn bộ lòng bàn tay ôm trọn lấy gáy phía sau của bạn, miết một đường lên. Rồi, lòng bàn tay còn lại chúng ta cũng miết lại đường đó từ dưới gáy lên trên chân tóc. Rồi, chúng ta cũng lặp lại 10 vòng. 2 lần nữa là kết thúc 10 này. Rồi, tiếp theo này là mình sẽ đổi bên phía ngược lại nhé. Thấy chưa nào? Cũng ba đầu ngón tay của mình đặt phần dưới gáy. Tay còn lại, tay trái của mình, một là lòng bàn tay của mình ôm lấy đầu. Hai là chúng ta vẫn đặt hai điểm quanh trán như vừa rồi Linh Như hướng dẫn đấy. Chúng ta xoay tròn đếm ngược này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục lòng bàn tay phải này. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp tục cả lòng bàn tay của mình, kỹ thuật tiếp theo, kỹ thuật đổi bên đấy nhé. Thì chúng ta sẽ lặp lại 3 tư thế của một bên mà. Tay phải của mình sẽ vuốt từ gáy lên này, 1 này, tay trái tiếp tục, 2 này, 3 này. Mình kéo một lực vừa đủ nhé. 4, cảm giác mình nhấn đầu của bạn xuống để không bị bênh lên. 6 này, 7 này, miết chặt chân tóc. 8 này, 9, 10. Rồi chúng ta xoay đầu về vị trí ban đầu. Kỹ thuật cuối cùng là sẽ dùng toàn bộ 4 đầu ngón tay của mình luồn sâu vào trong tóc, sẽ đặt trên vành tai như này nhé. Rồi, hai ngón cái của mình đặt giữa trán và mình chỉ day 4 điểm hai bên thôi. Ngón cái cố định giữ nguyên. Mình cũng day từ 10 đếm ngược lại về số 1 các bạn nhé. 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, 1. Tiếp theo vẫn ở vị trí 4 điểm đó, mình luồn về phía sau, nửa đầu sau ạ. Và hai ngón cái của mình tiếp tục đặt thái dương. Khác một cái là chúng ta sẽ day đủ cả 10 điểm, cả hai thái dương và cả 8 điểm phía sau. Chúng ta sẽ lặp lại cũng đếm từ 10 cho tới 1 nha. Bắt đầu này. 10, 9, 8, 7, 6. Nhớ là cả hai bên thái dương các bạn nhé. 4, 3, 2, 1. Rồi, trước khi kết thúc, chúng ta sẽ vuốt nhẹ từ phần trán này sang hai bên mang tai, xuống gáy, kéo ngược lại. Lặp lại 3 lần thôi nhé. Đây là tư thế kết thúc rồi, kỹ thuật kết thúc rồi. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong một chuỗi những kỹ thuật giúp cho người nhà của mình, gia đình mình, người thân mình có thể giải tỏa được sự căng thẳng, đau nhức đầu sau những chuỗi ngày làm việc vất vả và căng thẳng.